24/7, I'm thinking about you. 24/7, I'm thinking about you. Yeah. 24/7, I'm thinking about you. Yeah. 24/7, I'm thinking about you. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu, nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu, nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2+3=7, 2+3=5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm. Video này thì mình đã quay cách đây tầm khoảng 2 tuần rồi, nhưng mà hôm nay thì mình có thời gian sắp xếp liên lạc cho mọi người xem. Thì đây là một trong những cái em mặt nạ ủ môi mà mình sử dụng rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Em này là dòng The Kissue Lip Mask đến từ nhà Tatcha. Mình thấy bạn này còn có một cái phiên bản đặc biệt màu đỏ nữa, nhưng mà mình lại thích cái thiết kế này hơn bởi vì nó rất là xinh và sang luôn mọi người ạ. Một hũ 9g có giá thành trên 600.000 thì thực sự đây là một mức giá high-end rồi. Nghe có vẻ ít nhưng mà sử dụng được rất là lâu nha mọi người. Không biết mọi người có biết cái hũ Nanage Mini 8g không? Mình sử dụng mấy tháng còn không hết ý. Đó, mọi người nhìn xem cái packaging này, trời đất ơi, nó xinh dễ man luôn. Đặc biệt là cái phần sản phẩm ở bên trong ý, nhìn nó giống như kiểu là thạch đó mọi người. Chất của bạn này thì mình thấy nó không quá là đặc dẻo giống như là Nanage, và nó thực sự rất là giống thạch luôn mọi người ạ. Nếu như chúng ta sử dụng một lớp mỏng thì có thể dưỡng được từ 1 đến 2 tiếng, còn nếu như mà dùng qua đêm thì chúng ta cần phải lấy một lượng sản phẩm nhiều hơn. Mình thấy em này thì có khả năng làm mềm môi rất là tốt, và sáng ngày hôm sau thì mình có thể tẩy ra chết được. Sao em không ngồi lại cùng chút bình minh, tạm bỏ lại cánh trên vai, theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Ngày dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới. Và một chiếc mặt nạ đất sét siêu hút dầu mà mọi người nhất định phải thử. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi đi bên lắm, đi vô nhà thương, đi vô nhà thương, đi vô nhà anh đi. Mình đã sử dụng cái sản phẩm này được 1 tháng 6 ngày rồi nha mọi người. Thì mình có thấy cái nách của mình nó sáng lên thật mọi người. Hai cái cánh của mình nó mát lạnh luôn mọi người. Ngay sau khi xem video trên của chị Hà Linh là mình phải vào chốt đơn liền em lăn mách này của nhà Angel Liquid. Mình sắp đi học rồi cho nên mình rất là quan ngại về cái vấn đề khi mà mình học giáo dục thể chất mình nhìn móng mà nó để lộ ra cái vùng nách thâm ấy mọi người. Bạn này thì được hãng mô tả có công dụng đặc trị thâm nách, sự trắng da vùng cánh và khử mùi hôi rất là tốt. Ngoài ra thì em nó còn làm dịu các mụn sưng viên và che khít lỗ chân lông. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì mình thấy nó có 3 cái điểm vượt trội hơn hẳn so với những cái loại đan mách khác mà mình từng dùng. Đó là cái chất của em này rất là mát, siêu mát luôn. Kể cả khi mà nó thấm hết vào da rồi thì nó vẫn để lại cái cảm giác mát và thông thoáng ở trên da của mình. Điểm thứ hai đó là mùi của em này rất là thơm, và cuối cùng đó là chất thấm siêu nhanh nha mọi người, rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì mình sẽ unbox cũng như là review cho mọi người hai sản phẩm skincare dành cho da nhạy cảm và dễ nổi mụn đến từ hãng DMA. Sản phẩm đầu tiên là một bạn toner có tên là Green Light Miracle Mind. Thiết kế của em này thì mình chấm 10 trên 10 luôn, bởi vì nó rất là to, chắc chắn và nặng tay, hệt như kiểu là thủy tinh đúng mọi người, và hiệu ứng sản phẩm rất là xinh. Bảng thành phần của em này mình thấy có ngải cứu, tràm trà, trà xanh và centella, thì cả bốn cái thành phần này đều chiết xuất từ thiên nhiên và có công dụng làm dịu da rất là tốt. Cảm quan đầu tiên của mình với sản phẩm này là kết cấu lỏng nhẹ như nước, rất là dễ thấm và đặc biệt là mùi siêu thơm nha. Tiếp theo là serum Green Light Miracle. Bảng thành phần của em này thì cũng giống như là bạn toner vừa nãy. Cả hai em này thì đều có công dụng làm dịu da và cấp ẩm cực kỳ tốt. Quan trọng là bạn serum này thì được nâng cấp hơn với công dụng làm trắng da cũng như là làm căng đàn hồi da của chúng mình. Thiết kế của em này siêu độc lạ luôn, khác hẳn so với những cái chai serum mà mình từng sử dụng. Ở đầu khóa này chúng ta sẽ có 3 nút chức năng, đó là khóa, nhỏ một giọt và nhỏ hai giọt. Và tùy vào lượng sản phẩm chúng ta muốn lấy thì chúng ta sẽ xoay tới nấc tương ứng. Chất của em này là dạng gel trong suốt, siêu dễ thấm và mùi rất là thơm nha. Không biết là mọi người đã bao giờ nghe tới sản phẩm skincare có chiết xuất từ kombucha chưa? Chứ cá nhân mình thì mới chỉ uống nó thôi, không nghĩ tới mức này là mình sẽ sử dụng sản phẩm này để làm skincare đó mọi người. Mình tình cờ phát hiện em này ở trên story Instagram là mình phải vào chốt đơn liền, bởi vì cái packaging nó rất là xinh luôn mọi người ơi, không có điểm gì để chê cả. Làm bằng thủy tinh cực kỳ chắc chắn và nặng tay. Bản mình mua đây là full size 150ml nha cả nhà.
Bảng thành phần của em này thì gồm có kombucha thì sẽ chiếm 85%, ngoài ra thì còn có giấm, táo và PHA. Theo như hãng mô tả thì em này có công dụng làm sáng mịn da, ngoài ra thì còn có tẩy giấy bào chết nhẹ cũng như là cấp ẩm nữa. Chất của em này thì mình thấy nó lỏng như nước và thẩm thấu rất là nhanh, sau đó thì nó sẽ để lại một cái cảm giác hơi bóng bóng nhẹ ở trên da của mình. Ngoài ra cái lúc mà mình mua ấy thì họ còn đang flash sale với em hộp mặt nạ này nữa, cho nên là mình cũng tậu liền. Một hộp như thế này thì chúng ta sẽ gồm có 10 miếng nha mọi người. Bình thường nhắc tới các sản phẩm ố môi thì mọi người sẽ nghĩ tới ngay Laneige, nhưng mà ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mà nó vừa rẻ hơn mà chất lượng còn tốt hơn. Đây là theo cá nhân mình cảm nhận thôi nha. Bạn này có tên là Lip Sleeping Pack, đến từ nhà Clavu. Và thực sự rất là bất ngờ khi mà một sản phẩm còn chưa tới 250, nhưng mà cái thiết kế siêu nặng tay luôn nha mọi người. Chất của bạn này thì mình thấy nó không đặc sánh bằng Laneige, nhưng mà cái cảm giác đem lại ở trên môi nó rất là nhẹ, không bị nặng hay là bóng quá. Em này cũng có công dụng tẩy da chết và cái độ dưỡng của em nó mình thấy nó còn cao và sâu hơn của Laneige luôn nha. Ngoài ra thì mình còn có order một thỏi son màu đến từ hãng Lintho. Đây là một hãng son của nội địa Hàn khá là mới và cũng là lần đầu tiên là mình thử sản phẩm của nhà này. Bảng màu son thì gồm có 6 tông màu và mình lựa chọn ở đây là màu 103, một cái tông đỏ không quá cam cũng không quá ngả hồng. Chất son thì mình thấy tương tự với lại Merzi Melatonin, nếu như mà không ăn uống thì son có thể giữ màu tầm 3-4 tiếng.